tạo combo book lấy dữ liệu trực tiếp từ trong form, chẳng hạn chúng ta là tạo ra chẳng hạn chọn sinh viên, sẽ tự động dữ liệu chạy theo cái sinh viên mà ta đang chọn. Thì chúng ta vào view chọn design, chúng ta cần phải có những công cụ chẳng hạn như là combo book, lịch kéo ra. Trên đây có ba cái trạng thái tôi đánh vào. Tôi muốn combo book dò tìm giá trị từ một cái table hay từ query, tôi muốn đánh vào cái nội dung mà cái mà tôi muốn, hoặc là tôi tìm trực tiếp trên cái form. Thì ta đang tìm trực tiếp trên cái form lịch qua net, ta muốn tìm trực tiếp là mã số sinh viên, lịch mã số sinh viên net. Nhưng mà nếu như chúng ta muốn nhiều trường hơn thì chúng ta add càng nhiều thì tốt, chọn mã số sinh viên lịch net, gỡ bỏ cái hai key number, vuông gọng những này cho nó điều chỉnh lại cho nó phù hợp nhất trong cái combo book lúc mà chúng ta lịch mũi tên sổ xuống để hiển thị. Là lịch net chúng ta finish, xóa cái label này đi kèm theo. Và khi chúng ta chạy from view, chúng ta lịch mũi tên sổ xuống và chọn một sinh viên nào đó.